Kính thưa một câu nữa, bây giờ một câu nữa, không, nếu mà muốn nói tiếp cũng không ai dám nói đâu. Chứ vì đứa là không ai dám nói đâu nha. Rồi bây giờ 5 phút nữa thôi. Con đã lớn tuổi rồi, trước đây con có tới đạo tràng tu, nhưng giờ con yếu nên con không tới tu ở đạo tràng được, và cũng không còn liên lạc với ban đạo tràng tu. Hôm nay có thầy về, con tới tham dự, con vui lắm. Con xin thầy chỉ cho con cách tu hành sao cho đúng để đời này con có phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nào mà yếu rồi không đi được, không đi được thì mình không tới đạo tràng là cái điều chấp nhận. Chứ tại sao thì không liên lạc với đạo tràng vậy? Mình không liên lạc với đạo tràng, tại sao mình không nói con mình liên lạc với đạo tràng? Chú Nhụng Liên ơi, mẹ tôi thì yếu rồi, chú tới thăm mẹ tôi, nhắc nhở cho mẹ tôi, phải không? Chú gì đó, chú Tịnh Thủy đâu rồi? Tịnh Thủy, chú Thủy đâu rồi? Tại sao mình không liên lạc với cái anh trưởng đằng này? Nên bây giờ tôi đã yếu rồi, tôi đi không được, thì bác Thủy phải đến tận nhà mình để chăm sóc, để khuyên tấn, để coi những cái gì người ta gỡ ra. Tại vì mình tu một đời để sau cùng nhờ vả nhau một chút này, mà mình bỏ cái nhờ vả đi, thì mình nhờ vả ai để mình vượt qua ách nạn của nghiệp chướng đây chư vị? Có hiểu không? Đừng có nghĩ là mình tới đạo tràng mình tu cả một đời như vậy là chắc chắn mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn mình được thoát vòng sanh tử luân hồi. Nếu chư vị nào mà nói tôi chắc chắn tôi đã đủ rồi, thì xin thưa là đủ để mình đi con đường khổ nạn, chứ không phải đủ để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu nghe vị. Tôi thẳng thắn nói tôi đi niệm Phật 50 năm rồi, tôi vững vàng hơn những người tu 2-3 năm. Cái vững vàng đi con đường sai lệch thì nó hình như nó vững vàng hơn là con đường đi chánh đạo đó chưa vị. Vì sao vậy? Đây không phải là Tịnh Hải nói mà chính chư tổ đã nói như vậy. Ngài Ấn Quang nói chư vị tu hành giỏi mà tự cho mình ngon, tự cho mình giỏi thì chư vị không cách nào mà tránh khỏi cái nạn của những vị oán thân trái chủ bao đời chư vị. Đây là lời tố dạy thì có đúng với kinh Phật không chư vị? Chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng là người nào tu mà tự thấy mình đủ, tự thấy mình ngon, tự thấy mình đắc thì chắc chắn không cách nào thoát khỏi cái nạn ngũ âm ma chư vị ơi. Kinh hoàng đến nỗi mà Phật nói không biết bao nhiêu, mà tại mình không có giờ mà nghe, mình không có giờ mà nghiên cứu cho nên mình bị lầm lạc như vậy. Cho nên Phật có nói là nhận mình là phàm phu, nhận mình là yếu đuối đi, nhận mình còn dở đi. Đó là cảnh giới an toàn cho mình tu hành thành tựu đạo quả đấy. Còn nếu cho mình là đại khai vương giới, cho mình là tốt rồi, cho mình là đắc rồi, thì tức thọ quần tà liền, tức là ngũ âm ma đã chuẩn bị chân tay lên rồi, không cho mình thoát nạn đâu. Thân này là cái thân ngũ ấm, cái tâm này là tâm ngũ ấm. Toàn bộ năm cái loại ngũ ấm ba đang bao vây mình. Mà một loại như vậy có 10 thứ, một thứ như vậy có hàng vạn ngày chứ. Một ngày làm sao mà mình thoát được nạn được. Nhưng mà cái thoát nạn đó không phải là không có cách gỡ, mà chỉ vì mình thương mạng, mình sơ ý, mình mới bị cái nạn này. Chứ còn mình thành tâm chi thành chi kính thì chư hộ pháp giúp đỡ cho mình vượt qua cái đó. Và những người niệm Phật là những người rất được cái ưu tiên của các vị mà chư Bồ Tát này, chư hộ pháp gia trì cho mình. Chính nhờ cái năng lực của các ngài mà mình vượt qua ách nạn của ma chướng,
tự nhiên như người đi hay rau về luộc ăn ngày chơi vậy. Nó dễ đến nỗi như vậy. Thành ra mình thấy ví dụ như đời nhà Đường, các ông Trương Thiện Hòa, một đời giết trâu giết bò tạo bao nhiêu nghiệp tội với con này. Sau cùng niệm Phật được 15 phút là thành tựu liền. Chư vị thấy rõ ràng nó có mà. Bây giờ này có không chư vị? Xin thưa được chư vị mà có cơ duyên đi với những người hộ niệm chư vị thì thấy những hiện tượng này nó lạ lùng lắm. Là xưa cũng có, mà có chứ một cái hai cái đã viết trong truyện tích. Còn bây giờ mình chứng minh rõ ràng, có nhiều người quay phim rõ ràng. Có những người làm việc đại tội, đủ tội, nhưng mà khi trong thành tâm sắp ấy, nhờ người ta khuyên mình thành tâm trói, nhận tội đi, quyết chí niệm Phật. Không ngờ nhờ khi mà nghĩ đến những cái tội ác của mình, làm cho họ vô cùng gọi là sám hối, gọi là kiệt thành sám hối, tự khả chuyến phàm tâm, thành tâm Phật mà không hay chư vị ơi. Đây là lời tố dạy, đây là lời Phật dạy. Chính vì thế mà Đức A-di-đà Phật mới phát một cái nguyện mà mình cứ mình nghĩ mãi, tại sao Ngài lại dám phát một cái nguyện mà nói dẫu cho một chúng sanh tạo tội chướng sâu nặng tới đâu, nhưng khi gặp một người thiện trí thức chỉ điểm, khuyến tấn giới thiệu cho danh hiệu A-di-đà Phật là danh hiệu của Ngài. Nghe danh hiệu của Ngài mà tự nhiên mình bừng tỉnh, mình phát tâm tin tưởng, tin nhạo, niệm danh hiệu Ngài, cầu sanh về nước của Ngài. Nhẫn đến 10 niệm mà không được phản sanh, A-di-đà Phật thề không giữ ngôi chánh giác. Chư vị nghe cái lời thề của Đức Phật, nhất định phải có cái căn bản về lý đạo rõ ràng, Ngài mới thề như vậy, chứ không bao giờ Ngài thề ẩu đâu. Mà chính là cái pháp hộ niệm nó dạy cho những người tạo nhiều tội ác, bây giờ quyết lòng không chạy theo tội ác, không đầu hoàng tốt mà Ngài ta dạy là không làm tội ác nữa, mà thanh tâm xin sám hối tất cả tội tình trước đấy. Bây giờ đây quyết chí không chạy theo nghiệp nữa, mà chạy về đi đâu? Chạy đâu? Chạy về Tây Phương Cực Lạc. Chạy về Tây Phương Cực Lạc bằng cách nào? Có phải mua cái xe Mercedes không? Không. Chạy về Tây Phương Cực Lạc bằng con đường thành tâm niệm Phật, cầu vãng sanh. Rõ ràng là tất cả đều do trong tâm của họ ứng hiện ra. Họ chỉ cần một cái nhân niệm Phật để có chúng tử Phật ứng hiện là có một cái nhân rồi, thấy chưa này? Một cái duyên là họ chạy về Tây Phương Cực Lạc, họ không chạy nào khác, tức là họ đem cái nhân đó gửi về Tây Phương Cực Lạc, thì họ nhận tới một cái quả là quả vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật mới nói rằng là những người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, vô tình họ đã thực hiện một cái pháp môn tu vượt qua Phổ Hiền Đại Sĩ Bồ Tát. Chư vị ơi, mình nghe nói mình rụng rời. Chư vị đánh giác Bồ Tát các ngài tu tới vô lượng kiếp rồi mới về được cảnh giới Tây Phương, ngài chỉ còn có một phẩm sanh tướng vô minh, tức là còn có một cái phần ở người ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà các ngài cũng phải lập ra 10 đại nguyện vương để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư Bồ Tát đó cũng theo cái niềm tin đó mà niệm Phật trở về Tây Phương. Ta thì phàm phu sát đất tội chứng sâu nặng, cùng niệm câu A-di-đà Phật, quyết chí trở về Tây Phương. Vô tình chúng ta và các ngài cùng hội tụ tại cõi Tây Phương, thành chư thượng thiện nhân, tay trong tay với nhau. Chư vị có thấy bất khả tư nghị không? Một cái pháp môn tu mà rất khó có người tin tưởng được. Mà Phật đã nói như vậy, đây là một cái môn dư đại đạo, có thứ có thể cứu độ tất cả chúng sanh, gọi là phổ độ chúng sanh, phàm thánh tề thấu tam căn phổ bị. Chư vị nói, đây là lời Phật nói trong kinh chứ đâu phải ai nói. Chư vị hãy thành tâm tin tưởng đi, đừng bao giờ nói tôi là phàm phu không có đi về Tây Phương Cực Lạc được, tự chư vị giam hãm cái huệ mạng của mình trong sáu đường khổ nạn.
Rồi về cái mê mờ này không nghe lời Phật dạy, mà khi mất thân này mình lối vào cái thân tam đồ ác đạo chỗ nào đó tình này không biết, tội nghiệp lắm, không ai cứu mình được. Chỉ có mình cứu mình bằng con đường tin lời Phật là như vậy đó. Chư vị có đồng ý không? Mong chư vị quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương Cực Lạc, không còn chần chờ nữa nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin là chúng cho một tràng pháo tay thật lớn nha. Thầy dân từ này. Dạ. Chúng có thấy là pháp hội niệm vô cùng là quan trọng không ạ? À? Vô cùng là cần thiết không ạ? À? Dạ. Pháp hội niệm thì hướng dẫn cho chúng ta cách tu hành đơn giản, cụ thể, thực thi. Pháp hội niệm ứng hợp với lại căn cơ của hàng phàm phu. Chúng con triền thầy Diệu Âm Tịnh Hải, một ngày hôm nay thầy đã chỉ điểm hướng dẫn cho chúng con pháp hội niệm, hướng dẫn cho chúng con cách tu hành một cách cụ thể. A Di Đà Phật, chúng con nguyện y giáo phụng hành và chúng con không dám lơ là nghiên cứu pháp hội niệm. Đại chúng có đồng ý với con không ạ? À? Dạ.